Xiaomi SU7 đối đầu với Tesla Model 3 của Elon Musk, tận dụng công nghệ gì? Xiaomi SU7 đã bước vào đấu trường, sẵn sàng thách thức sự thống trị của Tesla Model 3 của Elon Musk trên thị trường xe điện. Nhưng Xiaomi đang dựa vào công nghệ nào để cạnh tranh với đứa con tinh thần của tỷ phú? Bước đột phá của Xiaomi vào lĩnh vực xe điện được hỗ trợ bởi sự kết hợp của các công nghệ tiên tiến, tạo tiền đề cho sự cạnh tranh khốc liệt với Tesla. Dưới đây là cách nhìn sâu hơn về những tiến bộ công nghệ thúc đẩy SU7 của Xiaomi. Công nghệ pin, trọng tâm của mỗi chiếc xe điện nằm ở pin và Xiaomi đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển các giải pháp pin tiên tiến cho SU7. Với các tùy chọn từ pin LFP Blade của BYD đến pin Chilen của CATL, Xiaomi đảm bảo rằng chủ sở hữu SU7 có thể sử dụng các khả năng tầm xa và sạc nhanh, mang lại cho họ lợi thế về sự tiện lợi và thiết thực. Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, an toàn là ưu tiên hàng đầu của cả Xiaomi và Tesla, và SU7 được trang bị ADAS tiên tiến để cạnh tranh với hệ thống Autopilot của Tesla. Với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động, SU7 cung cấp một bộ công nghệ an toàn toàn diện nhằm nâng cao sự tự tin và an tâm cho người lái. Kết nối và thông tin giải trí, chuyên môn của Xiaomi trong ngành công nghệ không chỉ dừng lại ở phần cứng mà còn đến phần mềm và khả năng kết nối. SU7 tự hào có khả năng tích hợp liền mạch với hệ sinh thái của Xiaomi, cung cấp các tính năng như phản chiếu toàn bộ điện thoại thông minh, điều khiển phương tiện từ xa và truy cập vào nhiều loại thiết bị nhà thông minh. Khả năng kết nối này không chỉ nâng cao trải nghiệm lái xe mà còn định vị SU7 như một trung tâm cho cuộc sống kỹ thuật số. Hiệu suất và khả năng xử lý, trong lĩnh vực xe điện, hiệu suất là yếu tố then chốt và Xiaomi đã không hề tiết kiệm trong lĩnh vực này. Biến thể SU7 Max Performance, với thiết lập động cơ kép và hệ thống động lực khung gầm tiên tiến, mang lại khả năng tăng tốc vượt trội và khả năng xử lý chính xác, thách thức danh tiếng của Tesla Model 3 là chuẩn mực cho hiệu suất xe điện. Trọng tâm của phiên bản SU7 Max Performance là bộ pin CATL Chilen 101 kWh đáng kinh ngạc, có khả năng cung cấp phạm vi CLTC đáng kinh ngạc là 800 km trong một lần sạc. Nhưng vấn đề không chỉ là độ bền, phiên bản Max Performance được thiết kế cho tốc độ. Với thời gian tăng tốc không đến 100 km/h chỉ trong 2,78 giây và tốc độ tối đa 265 km/h, nó mang đến trải nghiệm lái xe tràn đầy năng lượng adrenaline không giống ai. Nhưng có lẽ tính năng thú vị nhất của phiên bản Max Performance chính là hệ dẫn động 4 bánh, AWD, động cơ kép. Với công suất tổng hợp 495 kW, 663 mã lực và mô men xoắn 838 Nm, nó mang lại khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc và khả năng xử lý chưa từng có. Cho dù di chuyển trên đường phố hay xé nát đường đua, phiên bản Max Performance đều mang đến trải nghiệm lái không giống bất kỳ phiên bản nào khác trên thị trường. Được xây dựng dựa trên nền tảng của những phiên bản tiền nhiệm, phiên bản Max Performance đưa sự an toàn và công nghệ lên một tầm cao mới. Được trang bị Xiaomi Pilot Max ADAS, hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, nó mang lại mức độ tự chủ và an toàn tuyệt vời trên đường. Từ hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng đến hỗ trợ giữ làn đường, phiên bản Max Performance đảm bảo trải nghiệm lái xe êm ái và an toàn trong mọi tình huống. Ngoài thông tin hiệu suất ấn tượng, phiên bản Max Performance còn tự hào có khả năng sạc tiên tiến. Với kiến trúc 800V và khả năng sạc trong phạm vi 510 km chỉ trong 15 phút, nó định nghĩa lại khái niệm về sự tiện lợi cho chủ sở hữu xe điện. Cho dù bạn đang bắt đầu một chuyến đi đường dài hay chỉ đơn giản là cần nạp tiền nhanh chóng, phiên bản hiệu suất tối đa sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Mặc dù công nghệ là cần thiết nhưng khả năng chi trả cũng đóng một vai trò quan trọng trong thị trường xe điện. Xiaomi đã định giá SU7 một cách chiến lược để hạ giá Tesla Model 3, giúp phương tiện di chuyển bằng điện dễ tiếp cận hơn với nhiều người tiêu dùng hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc tính năng. Có thể thấy, mẫu xe Xiaomi từ Trung Quốc có thể dễ về Việt Nam do giá cả và khoảng cách địa lý như những thương hiệu đang bán tại Việt Nam.